Xin chào các bạn nhé, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình là C2HM Việt Nam nhé, trước mình là điện máy Thái Nguyên. Thì hôm nay mình mới sửa xong một con máy sao mút nhái, sao mút MD 8800G đánh cá mập. Thì theo như bác khách nói là cái tên này nó vẽ lên thôi, chứ còn máy thì không phải sao mút. Thì máy này đánh rất yếu, khách hàng đánh cá không chết, rô phi không chết, bảo đánh cá hầu như phải đuổi cá. Như chiếc máy này thì nói chung là nó hỏng tương đối nhiều thứ. Em cái tụ của máy bị phồng nổ như thế này, không còn dùng được nữa, nên em đã thay tụ mới vào cho máy. Đấy, máy móc để em căn chỉnh ok, tần số các thứ ngon đẹp, nên con máy này trông rất là vẫn còn mới nhé. Đấy, thì các bác nào mà máy móc bị yếu hoặc đánh cá không chết hoặc ăn tốn bình quá, các bác muốn nâng cấp thì các bác cứ gửi về cho bên em qua địa chỉ này nhé. Xin chào các bác, xin các bác hãy theo dõi kênh của em ạ.